Tủ lạnh nhà Thanh còn một con lươn đồng của mẹ gửi lên á, thì hôm nay Thanh sẽ nấu món lươn đồng kho sả nghệ. Lươn mẹ đã mần sạch sẽ rồi, bây giờ Thanh chỉ cần cắt khúc ra và chế biến thôi nè. Mọi người có thấy Thanh đập đập con lươn lúc nãy không? Mẹ kêu là đập cái sống lưng khi kho thì nó sẽ nở bung cái khoanh ra đẹp hơn á. Thanh chuẩn bị vài tép tỏi, vài tép hành, một ít sả và một ít nghệ nha. Thêm mấy trái ớt cho nó xanh xanh đỏ đỏ nè. Nguyên liệu thì có bao nhiêu đó thôi đó mọi người. Gia vị thì tất nhiên là phải có nữa nha. Thanh cho hết nghệ, một ít sả, một ít tỏi băm, một ít hành băm. Nêm nếm thêm nước mắm nè, hạt nêm, đường sao cho vừa ăn nha. Mọi người trộn đều và để cho nó ngấm trong vòng 15 phút. Còn tỏi và hành lúc nãy thì mình phi thơm lên, cho luôn cả sả vào nha. Đảo đều cho dậy hết mùi thơm thì mình cho lươn vào. Cái này mà mọi người có cái nồi đất á, kho trong cái nồi đất á, ăn cũng ngon lắm á. Mà Thanh chưa có mua. Xào cho săn lại thì mình cho nước vào, để lửa riu riu nha. Lúc này mọi người nêm nếm lại một lần nữa cho vừa với khẩu vị gia đình nè. Nhớ để một ít nước sệt sệt ăn mới ngon nha, đừng kho khô quá. Bước cuối cùng là mọi người cho hết sả vào, ớt và một ít lá chanh nha. Bạn nào không có thì khỏi lá chanh cũng được.